Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Thưa các bạn, hôm nay mình thu xếp được thời gian, vì vậy mình sẽ ra tiếp phần 21 và phần 22 của cái series luyện dịch Trung Việt Việt Trung này nhé. Thì đây là phần 21, xong phần này thì mình sẽ thu xếp phần 22 nhé. Thì mình sẽ đăng chắc là trong ngày hai video, thì nếu mà bạn cảm thấy rằng hơi nặng thì bạn hãy chia ra mà luyện tập bạn nhé. Thì một số bạn có comment hỏi mình thì mình cũng nhiệt tình trả lời cho các bạn, mà mình trả lời dựa trên cái hiểu biết của mình thôi bạn nhé. Nếu có gì mà các bạn cứ lấy làm tham khảo đấy nhé, đó không phải là câu trả lời mà là chỉ là cái để bạn tham khảo đấy nhé, đó không phải là đáp án gì cả. Thì bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau học nhé. Bài 1. Mỗi bước chân đi đều lưu lại dấu chân, mỗi bước chân đi đều để lại những ký ức. Cứ tiếp tục cố gắng đi, đừng quá quan trọng về kết quả cuối cùng, bởi vì con đường dẫn đến tương lai còn rất dài. Mỗi ý bộ, đều có tự kỷ tờ trào in. Mỗi ý bộ, đều có tự kỷ tờ hồi ý. Ý chí, nỗ lực tờ. Bố yào thay khăn trọng, hiện tại tờ chế quả. Yên vệ, vệ lại tờ lụ, hãy hẳn yuẩn, hẳn yuẩn. Chúng ta phân tích bạn nhé. Mỗi bước chân đi đều lưu lại dấu chân, mỗi bước chân đi đều để lại những ký ức, cứ tiếp tục cố gắng đi. Mày ý bù, mình sẽ chỉ cái này cho bạn dễ nhìn. Mày ý bù, đều có tự kỷ tờ trào in. Mày ý bù, đều có tự kỷ tờ hồi ý. Ý chí, nỗ lực tờ, à lụ, nỗ lực tờ. Mày ý bù, từ bù này là bước trong từ bước chân đấy bạn, hay là bước đi đấy. Thì mày ý bù có nghĩa là mỗi một bước đi, hay mỗi một bước chân đi, hay mỗi bước chân đi. Tâu dầu đều có, ở đây một cụm từ, chữ chỉ tờ chào in, dịch ngược lại thì từ chào in này là dấu chân, còn từ chữ chỉ là của chính mình, thì mình dịch là dấu chân của chính mình. Tiếp theo, mày ý bù tâu dầu mỗi bước chân đi đều có này. Chữ chỉ tờ khuấy y lại là một cụm từ, phát hiện ra cụm từ là nhờ chữ tờ này bạn nhé. Từ khuấy y có nghĩa là hồi ức hay còn gọi là ký ức, vậy là ký ức của chính mình. Y chữ có nghĩa là luôn luôn, là cứ tiếp tục, ở trong trường hợp này là cứ tiếp tục bạn nhé, hay là hãy cứ tiếp tục. Nỗ lực tờ, nỗ lực là cố gắng hoặc là nỗ lực. Ở đây mặc dù không có chữ đi nhưng mà bạn nhìn thấy chúng ta ở đây đều liên quan đến cái đi cả bạn nhé, đi cả. Đây là mày ý bù, mày ý bù, cho nên chúng ta có thể thêm dịch là cứ tiếp tục hay là cứ nỗ lực đi, cứ cố gắng đi. Đừng quá quan trọng về kết quả cuối cùng, bởi vì con đường dẫn đến tương lai còn rất dài. Bố yào thai khan trọng hiện tại tờ chế quả, yên vệ vệ lại tờ lụ hãy hấn nhuyễn, hấn nhuyễn. Ở đây chúng ta nhìn bố yào có nghĩa là đừng, thai là quá, khan trọng có nghĩa là xem trọng hoặc là quan trọng. Cụm từ hiện tại tờ chế của có, từ hiện chế của có nghĩa là kết quả, còn hiện tại là hiện tại, dịch ngược lại là kết quả của hiện tại. Yên vệ, bởi vì vệ lái tờ lũ, đây là một cụm từ. Lũ là lộ, tức là đường. Quay lái là tương lai. Như vậy là đường tương lai hoặc là con đường tương lai. Đấy, con đường hoặc là có thể dịch là con đường dẫn đến tương lai. Cái này thì từ dẫn đến nó không ảnh hưởng gì về nghĩa, cho nên các bạn có thể dịch như thế nhé. Hái là vẫn. Hấn nhuyễn là rất xa. Ở đây chúng ta điệp hấn nhuyễn là còn rất dài, rất xa. Rất xa, rất dài. Tùy các bạn. Bài số 2. Thời gian giúp chúng ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Ai đối tốt với tôi thì tôi sẽ trân trọng. Ai không tốt với tôi thì tôi sẽ tự giác tránh xa. Trên con đường tới tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Có thể bạn rất giỏi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Thời gian,让我们看清什么是真，什么是假。对我好的，我会珍惜。对我不好的，我会远离。未来的路，我会继续努力。也许你很努力，很牛，但我未必在意。Chúng ta sẽ phân tích bạn nhé.
có một số cái hiện tượng về ngữ âm ở đây này. Thời gian giúp chúng ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Thời gian giúp chúng ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Thời gian là thời gian, rằng là khiến cho, ở đây thì có thể dịch là giúp cho cũng được bạn. Wǒ men là chúng ta, kàn là nhìn, kàn jīng là nhận nhìn rõ hay là nhận ra cũng được. Shěnme shì zhěn, cái gì là thật, shěnme shì jiǎ, cái gì là giả. Bạn có thể dịch là đâu là thật, đâu là giả cũng được, không sao. Cái gì là thật, cái gì là giả cũng được. Ai đối tốt với tôi thì tôi sẽ trân trọng. Ai không tốt với tôi thì tôi sẽ tự giác tránh xa. 对我好的，我会珍惜。 对我不好的，我会远离。 对có nghĩa là đối với nhé. 对我 là đối với tôi. 好 là tốt. Tợ ở đây có thể hiểu theo tình lược ấy là tợ rấn bạn nhé. 对我好的人 tức là những người mà đối tốt với tôi hoặc là ai đối tốt với tôi. 我会 tôi sẽ, 珍惜 là trân trọng. 对我不好的 giống từ rắn này, có nghĩa là những người mà đối với tôi không tốt, phụ họ là không tốt. 我会 tôi sẽ, 远离 là tránh xa, là cách xa. Từ 远 này có nghĩa là xa, chúng ta vừa nói hấn 远 đấy bạn, xa hoặc là dài ở đây. Từ lý ở đây là cách nhé bạn, 远离 là một cụm bạn có thể hiểu theo kiểu là tránh xa hoặc là cách xa. Trên con đường tới tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Có thể bạn rất giỏi, nhưng tôi chẳng bận tâm. 未来的路,我会继续努力. 也许你很牛,但我未必在意. Ở đây chúng ta sẽ có cụm là 未来的路. Lu là lộ là đường, như mình vừa nói vừa nãy. 未来的路 là đường tương lai hoặc là đường dẫn đến tương lai. Hay bạn có thể dịch là trên con đường dẫn đến tương lai. Thì tùy các bạn nhé, cái này thì không vấn đề gì đâu bạn. Cái từ trên đằng nào cũng nói thế thôi, nghĩa nó như nhau. Bạn thêm từ trên vào thì cũng không sao. Bình thường trên sẽ là trai cái gì đó sỏng. Ví dụ, trai quay lại tờ lù sỏng. Ví dụ như vậy, nhưng đây không có, bạn vẫn có thể dịch như vậy. Vì cái nghĩa của nó ấy, nó không khác biệt lắm. 我会, tôi sẽ. 继续 là tiếp tục. 努力 là nỗ lực hoặc cố gắng. 也许, có lẽ. 你很, nếu. Ní là bạn ấy, biến điệu bạn, hẳn là rất, nếu đây là bình thường không, từ nếu này có nghĩa là trâu bò bạn nhé. Nhưng nếu hẳn nếu thường là gì, là bạn rất giỏi, rất tài ba, từ nếu này để khen người ta đấy bạn. Ở đây chúng ta nhìn thấy phiên âm chúng ta có tận bốn cái thanh bốn, bốn cái thanh ba, thì các bạn có thể đọc theo kiểu là dễ xử ní hẳn, tức là cứ cái thanh ba bên phải giữ nguyên, còn lại là trước đó thì mình biến điệu nỉ thành ní, dễ thành dễ. Ngoài ra bạn cũng có cách đọc đó là bạn chỉ cần giữ cái thanh ba cuối cùng thôi, là từ hẳn đấy thôi. Còn lại những thanh ba trước đó thì bạn biến hết, ví dụ dễ thành dế, xủy thành xúy, nỉ thành ní, tức là thành thanh hai đấy bạn. Thì sẽ có thể đọc là dế xúy, ní hẳn níu cũng được, tùy các bạn. Thì lời khuyên của mình với các bạn là nếu mà các bạn biết chắc được cái số lượng thanh ba thì bạn có thể đọc theo kiểu là gọi là so le. Biến điệu so le. Còn nếu không thì các bạn cứ giữ cái từ cuối cùng và tất cả những từ còn lại thì bạn sẽ biến thành thanh hai, không cần quan tâm đến nó là bao nhiêu từ, bao nhiêu thanh ba. Thì tùy các bạn nhé. Mình hay dùng cách đó với những cái trường hợp mà văn bản mà mình mới đọc. Còn những văn bản mình đọc rồi, ví dụ vừa nãy mình đọc qua rồi, thì mình lại biến kiểu khác. Tùy các bạn nhé. Thì chia sẻ của mình thôi. Giờ mình tiếp tục nào. Tàn là nhưng, của là tôi, wèi bì có nghĩa là chưa chắc. Zài yì có nghĩa là để ý hoặc là quan tâm. Thì bạn có thể dịch là tôi chẳng bận tâm để nhấn mạnh cái sự gọi là ở đây không phải ý bất cần bạn nhé, nhưng mà ý bảo là nó không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Đấy, ý là như thế. Bài số 3. Tương lai là khi bạn đứng ở bên này của biển cả mênh mông, trông ngóng về phía bên kia, tràn đầy lòng hiếu kỳ và hướng về phía bên kia của biển cả. Chính bởi chúng ta không hiểu về những điều chưa xảy đến nên mới đủ dũng cảm để theo đuổi tương lai. Thì ở đây chúng ta sẽ xem cái tiếng Trung bạn nhé. 未来就是你站在茫茫大海的这一边，遥望着海的那一边。
充满好奇心，憧憬着对海那边的向往，正是对未知的不了解与向往，所以有了去追逐未来的勇气。Chúng ta sẽ phân tích nhé bạn. Tương lai là khi bạn đứng ở bên này của biển cả mênh mông trông ngóng về phía bên kia. 未来就是你站在茫茫大海的这一边，遥望着海的那一边。未来là tương lai, 就是là chính là. Nì là bạn này, trang trai là đứng tại này, mong mong ta hải có nghĩa là biển cả mênh mông, từ mong mong là mênh mông, mênh mông bề sở, còn từ ta hải, ta là đại, hải là hải, là hải là biển đấy bạn. Như vậy ta hải là biển lớn, như vậy bạn có thể dịch là mong mong ta hải có nghĩa là mênh mông, hay là biển cả mênh mông. Tợ trở ỉ biên, biên là bên, là phía bên này bên kia đấy bạn. Trở là này, vậy trở ỉ biên là phía bên này. Thì từ trang trải trở ỉ biên thì mình sẽ dịch chung nhá. Còn cái chữ tợ này gì? Máng máng ta khải nó định nghĩa cho cái từ gì? Nó định ngữ cho cái từ trở ỉ biên. Vậy mình sẽ dịch là tương lai chính là bạn đứng tại cái phía bên này của biển cả mênh mông. Đấy, dịch ngược lại như thế bạn. Tiếp, giáo vang trở. Giáo vang là ngóng trông hoặc là trông ngóng, nhìn về. Thì trơ này là chỉ thể hiện cái nhấn mạnh về ngữ pháp thôi bạn, tức là kiểu nhìn về, ngóng trông về thế thôi. Hải tờ nả ỉ biên, hãy dịch ngược lại, có nghĩa là phía bên kia của biển. Đấy. Hải tờ là của biển nhé. Tràn đầy lòng hiếu kỳ và hướng về phía bên kia của biển cả. Đây chỗ này chúng ta nhìn này. Trung mạn, hào chí xin, trung chỉnh rõ, đối hải nà biên đà xiang wang. Ở đây từ trung bản có nghĩa là tràn đầy. Tràn đầy. Hào, từ này không phải từ hào đâu bạn nhé. Đi với từ này là gì? Chí này, là có nghĩa là kỳ đấy. Hào chí là hiếu kỳ. Hào chí xin là cái tâm hiếu kỳ. Thì muốn nói là cái lòng hiếu kỳ đấy bạn. Hào chí xin là lòng hiếu kỳ. Tiếp theo, trung chỉnh rõ. Trung chỉnh có nghĩa là bạn cứ ngóng trông. Cũng giống cái từ vừa nãy thôi nhé. Ngóng trông, trung chỉnh rõ. Tiếp theo từ xiang wang, từ xiang wang là hướng về phía tới, hướng về gì, ở đây là định ngữ này, tuệ hải nà biên, đấy, tuệ hải nà biên là đối với bên kia của biển, thì nó cũng giống như kiểu là hướng về phía bên kia của biển, giống như cái ý vừa nãy bạn nó dùng như thế này, để thứ nhất là tăng cái số lượng từ, gọi là không điệp từ, nó thể hiện cái sự văn hóa ở trong đây, và thứ hai đó là nó nhấn mạnh hai lần nhìn về bên kia. Chính bởi chúng ta không hiểu về những điều chưa xảy đến mới đủ dũng cảm đuổi theo tương lai, gọi là theo đuổi tương lai. Chính sự tuệ vị trí tờ bù léo chở yu xiang wang. Số ý yếu là chỉ truy trú vị lai tờ dũng chi. Từ chính sự là chính là tuệ, tuệ là đối với vị trí tờ. Vị trí tờ có nghĩa là đối với những vị trí là chưa biết, với những thứ mà bạn chưa biết á, bù léo chỉ là không hiểu, thì bạn dịch là đối với những thứ mà bạn chính là vì gì không hiểu đối với những thứ mà bạn chưa biết, như là đấy phần này ủy xiang wang. Từ ủy xiang wang này như mình vừa nói á, ủy xiang wang vừa nãy có nghĩa là mình ngóng trông đấy, mình hướng về phía đấy, suy ủy cho nên hiểu là có gì đó, chỉ truy chiếu vị lai tờ dũng chi, thì hiểu là dũng chi là dũng khí hay là sự can đảm nhé, lòng dũng cảm, tức là có cái lòng dũng cảm, thì mà sự dũng cảm gì, chỉ là đi, truy chú là theo đuổi, vị lai là tương lai, thì cả cái chỉ truy chú vị lai này nó định nghĩa, định ngữ cho từ dũng chi, vậy mình sẽ dịch sau, cho nên mới có sự dũng cảm đi theo đuổi tương lai. Câu trên này hơi khó hiểu một chút đấy bạn nhé. Thì các bạn nhìn người ta xử lý bởi chính chúng ta không hiểu về những điều chưa xảy đến. Đấy, nhưng mà đây bạn nhìn này. Bù léo chỉ là không hiểu, tùy vị trí tờ là đối với những thứ chưa xảy đến. Nên vậy nó dịch rất là gọn, thì bạn cố chú ý nhé. Nếu mà từ ủy xoang hoảng này nó không rõ nghĩa lắm, hoặc là bạn cảm thấy rằng là nó bị điệp so với cái câu ở phía trước á, thì bạn có quyền không cần dịch.
À, thực ra thì dịch ra thì nó cũng cũng hơi khó dịch gọi diễn giải nghĩa. À, cho nên là nếu như mà như thế mà bạn cảm thấy là mình bỏ đi mà không thay đổi gì về nghĩa hay là không có cái sự khác biệt á, thế thì chúng ta bỏ được. Bài thứ tư. Đừng có tùy tiện lấy ước mơ của bản thân gửi gắm vào một ai khác. Cũng đừng quá bận tâm đến những lời nói gió bay, bởi vì tương lai thuộc về bạn. Không phải là bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không. Mỗi ngày hãy làm những điều tốt để xứng đáng với bản thân. Hãy vì chính mình mà không ngừng cố gắng. Bú nhỏ, chinh y, và mừng xiong, chỉ thua, chạy mẫu cửa đến sân sọ. Dạy bú nhỏ chạy hú, sân biên tờ, xén yến, suy yu. Vì lại, sư nì tự chỉ tờ. Bú sử, nì nâng bú nâng, ở sử, nì yào bú yào. Mày thiết, cái chữ chỉ hoàn mỹ tờ giao tải. Vì chữ chỉ ở nụ lì. Chúng ta sẽ phân tích từng câu nào. Đừng có tùy tiện lấy ước mơ của bản thân gửi gắm vào một ai khác. Cũng đừng quá bận tâm đến những lời nói gió bay. Bú yào, chinh y, và mừng xiong, chỉ thua, chạy mẫu cửa đến sân sọ. Vì bú yào, chạy tại khu sân biên tờ xén yến suy yu. Ở đây chúng ta sẽ có từ bú yào có nghĩa là đừng hoặc là không nên, chinh nghi là dễ dàng hoặc là tùy tiện, bà là đem, mừng xiao là ước mơ, chỉ thua là giao cho, tại cái đó sòng tại sân sòng có nghĩa là lên trên cái người, mẫu cửa đánh là của một ai đó, từ mẫu này là ai đó bạn nhé, cửa đánh là người này, mẫu cửa đánh là một ai đó. Mẫu sư được nghĩa là việc gì đó bạn nhé, từ mẫu này nó không xác định. Dễ là cũng, bố giàu là đừng. Giải khu sân biên, giải khu sân biên, sân biên là bên cạnh, khu sân biên có nghĩa là kiểu thoáng qua bên cạnh mình. Tợ, xén yến, từ xén này là nhàn rỗi này, xuây này có nghĩa là kiểu như say này, say hay có nghĩa là như kiểu là nó không tỉnh táo đấy bạn, suy nghĩ. Thì cả cái cụm từ xén nhén suy nghĩ có nghĩa là những cái lời nói mà người ta bàn tán, những cái lời nói mà nó không có giá trị thực tế đấy, là lời nói chơi thôi đấy. Như vậy là đừng có để ý đến những cái lời nói thoảng qua bên mình hay những cái lời nói vô nghĩa thoảng qua bên mình đấy, hay cũng đừng quá bận tâm nhé. Từ trải khu này có nghĩa là bận tâm hay là quan tâm hay là để ý, từ trải khu tương tự những từ trai y thôi bạn, giống như vừa nãy mình làm bởi vì tương lai thuộc về bạn, không phải là bạn có thể hay không mà là bạn có muốn hay không. Yin wei wei lai shi ni zi ji de bu shi ni neng bu neng er shi ni yao bu yao. Yin wei là bởi vì, wei lai shi là tương lai, là ni zi ji de tức là của chính bạn hay là thuộc về bạn. Bú sử không phải là ni nâng bù nâng, bạn có thể hay không thể. Nâng là có thể nhé, bù nâng không thể. Ở sử mà là ni yào bù yào, yào là muốn. Đấy, ni yào bù yào có nghĩa là bạn muốn hay không. Câu này mình thấy hay bạn ạ. Mỗi ngày hãy làm những điều tốt để xứng đáng với bản thân. Hãy vì chính mình mà không ngừng cố gắng. Mày thiê, cái chữ chỉ hoàn mỹ tờ giao tải vì chữ chỉ ở nỗ lực. Mỗi thiên là mỗi ngày, cái là cho, chữ chỉ là chính mình này, cụm từ hoàn mỹ tờ giao tải, từ giao tải có nghĩa là cái sự giao phó hay là sự cái đôi khi nó là trả lời hay đôi khi nó là cái sự hoàn thành nhiệm vụ, thì ở đây con bạn sẽ dịch là xứng đáng cũng được. Hoàn mỹ tờ giao tải tức là cái sự trao trả lại tốt đẹp, gọi là một cái điều xứng đáng đấy, mình có thể dịch như thế lắm bạn nhé. Cái chữ chỉ quán mày tờ treo tay cũng là gì, hãy cho chính mình đấy, hãy làm những điều mà tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất đối với chính mình. Vì chữ chỉ là vì bản thân, ở mà nỗ lực là nỗ lực là cố gắng, bản thân là chính mình cũng được bạn nhé. Có một số câu khá là hay đấy bạn, và một số câu ví dụ như này bạn có thể học thuộc lòng luôn cũng được. Ví dụ quán bảy tờ treo tải có thể đây này, những điều tốt đẹp để xứng đáng. Bài số 5 bạn, bài cuối cùng nào.
Mỗi một giai đoạn cuộc đời đều cần đưa ra những sự lựa chọn không giống nhau. Chẳng có ai có thể quyết định một lần cho nhiều thời điểm khác nhau. Những sai lầm trong quá khứ có thể tương lai lại là đúng. Những điều đúng đắn trong quá khứ có khi tương lai sẽ phải từ bỏ. Đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Không phải bạn thay đổi mà là bạn đã hoàn thiện hơn. Trở nên tốt hơn là sự thay đổi tốt nhất của đời người. Mấy cơ rắn nhấp sân, chia toàn, tâu suy yào, dùa bù thống tờ xuyển giữa. Mấy yếu rắn suy yào dùa dũng yuán xăng thống tờ chế định, chẳng chinh tờ dùa, hồ sử chàng lại sử tuy tờ. Chẳng chinh tờ tuy, tuy sử, vây lại yào phang chi tờ. Bù yào, vây chữ ẩr chấu trọng. 不是你变老，而是你提升了。变好是人生最好的变化。 Một cái đoạn dài bạn ạ, chúng ta xem nhé. Mỗi một giai đoạn cuộc đời đều cần đưa ra những sự lựa chọn không giống nhau. 每个人生阶段都需要做不同的选择。 Mỗi có nghĩa là mỗi nhá, nhân sinh là nhân sinh, mỗi một nhân sinh hoặc là mỗi một cuộc đời. Từ chia toàn có nghĩa là giai đoạn, vậy mình sẽ dịch cả cụm này là mỗi một giai đoạn trong cuộc đời. Tâu đều suy yào là cần, chùa xuyển chứa, từ chùa xuyển chứa tức là đưa ra sự lựa chọn, bù thống tờ, nghĩa là không giống nhau. Cái cụm này mình phải dịch ngược lại bạn ạ, bù thống tờ xuyển chứa là những sự lựa chọn không giống nhau. Chẳng có ai có thể quyết định một lần cho nhiều thời điểm khác nhau. Những sai lầm trong quá khứ có thể tương lai lại là đúng. Mấy yếu đấn suy yào zuo yung yuan xiang tong da chế định chẳng chinh da zuo hoa xu chiang lai shi tuy da. Ở đây mấy yếu đấn có nghĩa là không có ai hay là chẳng có ai. Suy yào là cần, zuo ở đây từ chế tinh, chùa chế tinh có nghĩa đưa ra quyết định. Dũng nguyện là mãi mãi, vĩnh viễn. Xăng thúng là tương đồng hay giống nhau. Tức là không có ai có thể hay là cần, cần phải gì đưa ra quyết định mãi mãi giống nhau. Ở đây bạn nhìn này, quyết định một lần cho nhiều thời điểm khác nhau. Cái này dịch hơi bị thay đổi đấy bạn. Thì bạn có thể lựa chọn nhé. Chẳng chinh tờ chùa. Chẳng chinh là từng nhé. Chùa là sai, tức là những sai lầm đã từng qua. Hoa xử, từ hoa xử có nghĩa là có lẽ. À, hay là có thể. Chiang lái là tương lai. Sự tùy tỏ có nghĩa là đúng. Có thể tương lai sẽ là đúng. Những điều đúng đắn trong quá khứ có khi tương lai sẽ phải từ bỏ. Đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Không phải bạn thay đổi mà là bạn đã hoàn thiện hơn. Chẳng chinh tỏ tùy. Chuyện sử vây lái yào phang chi tỏ. Bú yào vây chữ ẩr. 愁障不是你变老，而是你提升了。曾经的对 có nghĩa là những cái điều đúng đắn trong quá khứ hoặc là đã từng có. 这是 lại là vị lai tương lai, yào phải cần, phang chi de là từ bỏ. 不要 đừng, vì zi là vì thế, vì vậy. Er mà này, 愁障 có nghĩa là cảm thấy thất vọng. 不是 không phải nǐ biàn lǎo bạn thay đổi đâu. Er shì mà là nǐ tí sheng lǎo, tí sheng có nghĩa là cải thiện rồi, nâng cao hơn rồi, hoàn thiện hơn rồi, thì mình có thể dịch là bạn đã hoàn thiện hơn. Trở nên tốt hơn là sự thay đổi tốt nhất của đời người. Biàn hǎo shì rén sheng zuì hǎo de biàn huà. Từ biàn là thay đổi, hǎo là tốt. Biên hảo có nghĩa là trở nên tốt hơn. Sự là, ở đây sự biên hoa là sự thay đổi nha bạn. Tợ này dịch sau. Trước có tợ là có gì? Rấn sân xoay hảo, tức là gì? Tốt nhất trong cuộc đời. Vậy mình sẽ dịch là sự trở nên hoàn hảo đấy, là sự thay đổi tốt nhất của đời người. Đấy, cái câu này khá là dễ dịch. Cứ chữ tợ lại bạn cần phải cân nhắc nhé. Xem dịch phía bên phải của nó trước và bên trái của nó sau.
Thưa các bạn, vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn phần thứ 21 đoạn dịch chung về Việt Trung. Thì các bạn hãy comment để thể hiện cái suy nghĩ của bạn, cái cảm giác của bạn nhé. Thì hy vọng là mình đã giúp các bạn được một chút ít nào đó trong cái quá trình học tiếng Trung. Thực ra thì trong quá trình học rất là nản. Ví dụ có thi thoảng có một số bạn tâm sự với mình là gọi là tâm sự trên trên YouTube này này, nói là kiểu gặp khó khăn hay là chán nản hay gì kia, thì thôi bạn cứ kiên trì bạn nhé. Thì đường đi khó thì khó thế nào, hay là đường đi ngắn hay dễ thế nào nữa, cũng đều phải từ một bước chân. Nên mình cứ phải cố gắng, ban đầu tiên ấy, đầu xuôi đuôi lọt, mình cứ cố gắng ban đầu. Khi mà nó đã qua giai đoạn đầu rồi thì giai đoạn sau nó sẽ êm đềm và nó sẽ ấy hơn nhá. Cũng giống như mình làm kênh YouTube này của mình này, 2 năm, nhưng người ta thì 2 năm bây giờ phải mười mấy nghìn là xem, là có thì 20 mấy nghìn, nhưng mà của mình đã lẹt đẹt có 3.000 thôi. Nhưng mà thực sự mình thấy rằng là như thế đã là ok rồi, mình hài lòng và mình tiếp tục cố gắng để cải thiện, là để mà gọi là hỗ trợ được nhiều người hơn, thì tự nhiên cái thành công nó sẽ đến với mình hơn. Đấy, thì mình cứ nghĩ thế. Thì mình nghĩ rằng là trong quá trình mình trải qua như thế này cũng chính là một cái minh chứng cho các bạn rằng là dù bây giờ mình đi làm, đi dạy học rồi đấy, thì được từ năm 2013 đến giờ cũng 9 năm rồi, mà mình vẫn luôn cố gắng. Thì các bạn cố gắng nhé. Cái khó khăn thì cứ comment, biết đâu mình lại nói chuyện với các bạn 1-2 câu, biết đâu bạn lại thêm động lực thì sao. Thì chúc bạn học tốt nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại nhé. Thank you.